Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn Lubic 2x2 vô cực biến đổi liên tục không dừng. Rất là thú vị. Nào, chúng ta cũng bắt đầu thôi. Chuẩn bị 6 tờ giấy màu. Rồi, bạn đánh dấu. Tôi đưa với khoảng 6 ô. 6 ô ly các bạn đặt được phía sau sẽ nhìn thấy các ô ly và chúng ta đánh dấu khoảng 6 ô ly, sau đó cắt hình vuông. Cắt tất cả các màu. Phần thừa thì chúng ta sẽ bỏ đi. Chúng ta chỉ sử dụng phần màu vuông 6 x 6 ô ly. Mỗi màu chúng ta chuẩn bị 8 miếng, 8 ô vuông. Và bây giờ chúng ta bắt đầu gấp. Các bạn chú ý gấp 1 ô rưỡi nha, 1 ô rưỡi. Đó, sao cho hai cạnh sát vào nhau. Hai cạnh cho sát vào nhau. Tiếp theo thì chiều kia cũng tương tự như vậy. Chúng ta lần lượt gấp hết tất cả các miếng màu đã được cắt ghép. Chúng ta sẽ sử dụng 6 màu khác nhau, mỗi màu sẽ gồm 8 ô vuông, 8 miếng hình vuông. Chúng ta sử dụng mỗi màu 8 miếng vuông, cứ lần lượt gấp như vậy cho đến hết thì thôi. Sau khi gấp xong thì chúng ta lấy mỗi màu một miếng đã gấp và xếp thành hình lập phương. Hình lập phương gồm 6 mặt. Mỗi mặt một màu. Sau khi gấp xong thì các bạn lấy băng dính dính lại cho nó chắc nha, tại vì là nó không có cái liên kết gì cả, sẽ dùng băng dính để dán lại cho nó chắc. Đó, lần lượt chúng ta sẽ có 8 hình lập phương. Các bạn chú ý một điều hết sức chú ý, 8 hình lập phương này thì thứ tự các màu của các mặt là giống hệt nhau. Chúng ta sẽ gấp 8 hình giống hệt nhau về kích thước và màu sắc. Sau đó chúng ta xếp cùng vị trí cùng chiều luôn nhá. Đây là 8 miếng này. Sau khi chia thành 4 ô thì chúng ta lật. Như tôi vừa lật, các bạn nhìn cạnh bên màu vàng, các đèo vàng, cạnh bên màu tím, các đèo màu tím. Rồi sau đó là sẽ dán, bước này rất là quan trọng. Các bạn dán, rồi sau đó lại lật mặt kia lại để dán thêm một chút băng dính nữa cho nó chắc.
lật nghiêng này. Các bạn làm đúng như trong video nhá. Chú ý cái phần dán này rất là quan trọng. Rồi, bây giờ công việc cuối cùng là chúng ta sẽ dán hai cái khối này lại với nhau. Ngược lên thêm một chút băng dính. Like, share và đăng ký kênh để ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.